Thủ kia, thủ kia. Một Trần Kiên sinh năm 40 tuổi rồi mà đánh. Điểm của anh rất nhanh. Anh chân anh nhanh như thế ạ. Mặt sắt 2K6. 2K6 đang thi đấu rất hay. Lát sơn. Follow YouTube Thế Anh Sport để xem những trận cầu hay. Qua các cặp vận viên. Nhìn đọc được kìa. Ở bên này ai trọng tài nhỉ? Đèo phê đấy. Chúng tôi xin giới thiệu qua các cầu viên trên sân. Là cầu viên Nguyễn Tuấn Anh. Hai đôi dùng cầu. Nhà vô địch Bảo Khê 50 cụ. Đang thi đấu kỳ vật Ajax 99. Bắt đầu dùng cầu nhé. Viên Thái sinh Thái Vuông đang sử dụng kỳ vật Turbo Sinning 80. Một cái vật thiên công viên trận đấu bắt đầu. Tín Kiên 2-0 tỷ lệ chấp điểm cặp đôi Tuấn Anh Thái chấp cặp đôi Kiên 2 điểm. Yeah, 3-0. Anh Kiên đánh với Tín Mặt Sắt 2K6. Đúng rồi, rất là cân tài cân sức này. Bên nào chân này? 3, 4. Xin chào anh Thưởng nhá. Số 3, 4. Ui.
và bắt được một rất nhanh của Nguyễn Tuấn Anh ở số 4 đeo. 4 đeo. Năm bốn. Rồi đeo. Năm bốn. Chồng với Minh Duẩn. Anh em mang bốn và xé đi. Trận đấu này hay. Cái bánh này. Điểm số 6-4. Được. 6-4. Rồi có. Rồi đi ạ. 5-6. Xin chào Nguyễn Tiến Phương. Chúng mình cùng với đội viên Thái Hồ. Là cầu thủ 6 đều. 6 đều. Đội viên của anh rất nhanh. Anh chân anh nhanh như điện. Rất mạnh, vẫn tù được.
được. Vào qua lưới. Rồi. 12, 11. 12, 11. Cầu ngoài sân 13, 11. Đổi sân. Ai đổi sân? Trận sau hay đánh ơi. Anh Toàn ơi, trận sau hay đánh ơi. Trận nhà sau là bảng A nhá. Hùng Định gặp Thiên Tuấn Anh. Hùng Định gặp Thiên Tuấn Anh. Đấy các cầu thủ phải đấu đi. Xin chào anh Lê Quang Dũng và 300 người đang xem. Thế là mà định của chúng ta là vận viên Trần Kiên. Gì? Anh năm nay đã 40 tuổi. Anh đã có mấy chục năm trong làng cầu lông rồi. Ai đưa vào sân? 50 cầu lông rồi. Anh 13, 11. Anh già, lão làng ở sân. Trần sau là với biết bao giải thưởng. Thanh Dũng phong trào gặp Thanh Cơ. Sau trận này là sau trận nữa. Vào hôm qua. Chào anh em nhé, anh em cho các em xem đây. 12, 14. Đập cầu không qua lưới, không qua lưới, đó gì đó. Số 15, 13. 15, 13. Chẳng hơn ạ. Tại thì cho em mà cũng đã ổn định. Anh em không được bộ dịch nó cũng đỡ. Anh em được chơi để ra lại rồi nên là trước giải giải ra đội bộ anh em nhé. 14, 15. Anh em ta xem vui vẻ hơn. Muốn làm giải cho anh em cùng đam mê xem. Cùng đam mê mà. Anh em chúc cho tất cả anh em chúc cho anh em có thật nhiều sức khỏe. Anh em chia sẻ trận đấu hay là anh em xem đúng không ạ? Cảm ơn những ai đã chia sẻ cái livestream mình nhé. 15 đều. Điểm số 15 đều. Rất hay. Rất cân. Vận động viên Trần Kiên đánh thi đấu rất hay. Thủ rất hay. Một pha đập cầu tốc độ lên đến 430 km/h của vận động viên Trần Kiên. Anh 40 tuổi rất khỏe. Bình thường câu lạc bộ thì anh em đến anh đánh 16-15. Một buổi thi đấu anh toàn đánh 3 set đơn, 5 set đôi. Quá khỏe. Nền tảng thể lực và vận động viên Trần Kiên thì quá là kinh khủng. 40 mà anh mùa nào ra sân cũng là 2 set đơn, 3 set đôi. Thủ rất hay. Rồi đi ạ. Số 6 đây. Rồi. 40 tuổi là cũng không phải là độ tuổi ít nữa. Thật sự là 16 đây. Nên là có nền tảng thể lực rất là bền bỉ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Anh đang không biết đánh vật gây vật vật có hàng không anh vật
Vẫn cua hả? Ai xa? Anh đánh rất hay. Xứng đáng là ở bên kia cựu của đồng ý. Anh Kiên quay lên nó mặt này, anh chụp quái cái nào. Các em đang hỏi anh quần tím vật đỏ nhà ở đâu thế kìa. Anh chưa có người yêu. Mới 7-16. Mới 7-16. Rất hay. Tốt. 17 đều. Đánh một ngày cho mọi người nhé. 17 đều. Chiều sẽ đánh từ 1-3 đội viên Tuấn Anh. 18-17. Tinh thần chiến đấu của Cristiano Ronaldo. Điểm số kết thúc là 25-19.